Như một cái duyên đến với nghề, chị Nguyễn Thị Lê Na chọn và đã gắn bó công việc hộ lý tại Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng hơn 10 năm qua. Hàng ngày chị cần mẫn nhiệt tình chăm sóc, giúp đỡ bệnh nhân và người nhà. Từ nâng đỡ, di chuyển bệnh nhân đến vệ sinh giường bệnh, thu gom và quản lý chất thải. Tuy nhiên với chị, đây chính là niềm vui và là sự lựa chọn mà chị dành cả tâm huyết. Mình vào nghề đã hơn 10 năm. Công việc thì cũng hơi vất vả, nhưng mà cái duyên với nghề, cho nên là lấy niềm vui của người nhà, của bệnh nhân, thấy những em bé mới sinh, mẹ tròn con vuông, lấy cái đó làm động lực. Chứ còn chưa bao giờ có ý định là bỏ nghề. Bởi vì mình đã có duyên đến với nghề, mình phải yêu nghề thôi. Còn với các điều dưỡng, từ các kỹ thuật chuyên môn như tiêm thuốc, cho uống thuốc, thay băng, giúp bệnh nhân hô hấp, ăn uống, bài tiết, thực hiện các xét nghiệm, cũng có một vai trò vô cùng quan trọng trong công tác khám chữa bệnh. Bởi ngoại trừ thời gian được các bác sĩ khám bệnh, kê đơn điều trị, hầu hết thời gian còn lại điều dưỡng là người tiếp xúc chính với người bệnh. Chính thái độ, sự chuyên tâm và tận tụy của họ đã giúp bệnh nhân vượt qua những thời điểm khó khăn nhất của cuộc sống. Các điều dưỡng ở đây đặc biệt đó, mọi người rất là quan tâm, chu đáo tới tất cả các bệnh nhân, lúc nào cũng nhẹ nhàng. Ví dụ như là cần cái gì thì cứ nói mấy cô rất là tận tâm. Ví dụ lấy ven rồi là cũng rất là nhẹ nhàng với các bé, yêu chiều, quan tâm người nhà rất là chu đáo. Mấy cô điều dưỡng ở đây á rất là nhiệt tình, tốt hết á. Khi nào mà bác bị chi là ngồi kia là có hết á. Thực tế cho thấy trong lĩnh vực ngành y thì không một công việc nào là nhàn hạ, vất vả và khó nhọc là thế. Nhưng với lòng yêu nghề sâu sắc, những nhân viên y tế luôn mong muốn đóng góp hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ, giúp bệnh nhân vượt qua bệnh tật, cũng như chăm sóc tốt sức khỏe người dân. Đó là điều mà họ cảm thấy hạnh phúc nhất.